Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay cùng mình săn sale của bên Unilever nha các bạn. Đây là đơn hàng Unilever của mình đã trong cái đợt săn sale trong cuối tháng nha các bạn. Đây là hai lốc Coca mình nhập đơn hàng 5 thùng Sunlight nước rửa chén nha các bạn. Trong cái đợt này đang có chương trình các bạn nhập 5 thùng lau sàn Sunlight này, hoặc là Vim, hoặc là Sunlight rửa chén, tất cả các loại thì các bạn sẽ được tặng một dây Coca này nha các bạn. Tại sao mình lại được nhận hai lốc là vì các bạn đợt này cũng có chương trình tặng nếu các bạn nhập một thùng Sunlight 3.6 thì các bạn cũng sẽ được một lốc Coca trị giá là 6 lon này nha. Hiện tại Coca thì các bạn bán lẻ thì đang là 10.000 một lon thì tính ra là các bạn sẽ được 60.000 nha các bạn. Đấy. Và hiện tại bên U đang có rất là nhiều chương trình. Thì hôm nay mình có săn một cái chương trình, đấy là nhập đơn hàng 3 triệu sẽ được một cái voucher giảm giá là 100.000 nha các bạn. Đây là cái đơn hàng của mình vừa nhập, vừa nhân viên vừa giao xong. Đầu tiên đây là hai lốc Coca thì ok là các bạn biết rồi. Thì đây là một thùng Sunlight rửa chén 3.6 nha các bạn. Loại này là loại to nhất của Sunlight. Tiếp theo là một thùng Sunlight rửa chén túi loại 1.4 nha các bạn. Ở trong thùng này sẽ có số lượng là 9 túi và mỗi túi là 1.4. Cái này là màu xanh nha các bạn. Sunlight thì có hai loại. Một loại màu trắng là loại nha đam. Đây gọi là tự nhiên nha các bạn. Đây. Đây mà một thùng, đây là một thùng tự nhiên này. Ok. Cùng mình bóc nhé. Mình sẽ bóc ra bên trong. Đây. Đây nha các bạn. Đây. Thường cái túi Sunlight rửa chén thì loại thiên nhiên thì chỉ có túi nhỏ này nha các bạn. Có túi vàng thì sẽ có loại 750 và loại 1 cân. Được rồi. Đây là loại mình sẽ bóc cái loại 750g nha các bạn, loại màu vàng. Loại này cũng bán rất là chạy nhá. Okay. Mình có một tay nên là hơi khó bóc, các bạn thông cảm nhá. Đây là loại nhỏ nha các bạn. Đây là loại nhỏ 750g, 725ml. Thì giá bán ra hiện tại của cái này là đang là 21.000 các bạn. Ngày trước thì mình bán ra chỉ có 18-19.000 thôi. Nhưng mà đợt này giá cả cái gì cũng tăng. Nên là hiện tại cái này nhập vào là 19.9 các bạn. Bán 21.000. Có nghĩa là mình được có 1.000 thôi. Bán hàng của U thì lại rất là ít nha các bạn. Vì các bạn còn tham gia chương trình trưng bày thì các bạn sẽ được hưởng cái tiền trưng bày nữa nha. Mình bán lại ít để đẩy số cho nó được nhiều nha các bạn. Okay, đây là chương trình khuyến mãi nè. Ok.
Đây, đây là loại 1 cân 6. À 3 cân 6 chứ. Đây, hàng 3 cân 6 nha các bạn. Đây là mẫu mới của năm 2022 nha các bạn. Mẫu của 2021 là cái can vuông vuông ấy, không phải can này. Đây là hiện tại đang nhập vào. Giá của cái sản phẩm Sunlight 3 cân 6 hiện tại đang là 113.000 nha các bạn. Thì có thể mình sẽ bán là 115 hoặc là 117.000 hoặc 120.000 nha các bạn. Đấy. Một thùng của nó sẽ được 3 can. Vì chương trình khuyến mãi riêng của nó là một thùng như thế này thì các bạn sẽ được tặng một lốc Coca 6 lon kia. Thì khi mà bán ra thì các bạn cũng chỉ bán 115.000 thôi. Thì còn cái chỗ tiền lãi Coca thì các bạn sẽ gọi là bán để bù vào cái tiền lãi của cái thùng này. Vì thường thường các bạn ít nhất các bạn ăn lãi thì cũng phải được 10.000 là 10%. Thì bây giờ mình sẽ lãi chỗ này chỉ có vào 13 rồi, các bạn bán 15 thì là 2.000 cộng với 10.000 chỗ Coca này nữa thì các bạn sẽ được 12.000 nha các bạn. Đấy. Để các bạn bán như vậy để giảm giá ở cái sản phẩm nước rửa chén này xuống để các bạn có thể đẩy được nhiều hàng hơn. Đấy. Và đây là loại Sunlight 1 cân 4 túi. Loại màu xanh nhá các bạn. Đây. Túi này hiện tại cũng đã tăng rất là cao rồi. Ngày trước chỉ có 31 32 nghìn thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như đơn nhập của mình thì là Sunlight 3 cân 6 mà 1 cân 4 chứ. 1 cân 4 trong thùng nó 9 túi. Hiện tại đã vào hơn 32.000 rồi các bạn. Thì các bạn phải bán ra 34.000, 34 35.000 các bạn. Đây, túi này là túi to nha các bạn. Hương chanh. Trong túi này sẽ có 9 túi. Đây, 9 túi này. Mỗi túi là 1 cân 4. Hôm nay mình có bổ sung thêm một ít cái sản phẩm vim loại con vịt màu đen nha các bạn. Cái này thì cũng mới hàng mới ra của bên vim thôi. Để có nhiều khách hàng họ hỏi thì mình lấy thử 5 chai để xem là lượng bán thế nào rồi mình mới lấy thêm nha các bạn. Đây bổ sung một ít sân siêu đen ống mượt. Mình đợt này mình chỉ nhập chủ yếu đơn này để mình lấy cái suất 3 triệu với cái tiền trong cái đơn hàng 3 triệu là 100k đấy nhé các bạn. Nên là mình chủ yếu là lấy Sunlight là chủ yếu. Và có lấy thêm shop. Vì shop thì luôn luôn có chương trình đấy là một thùng thì các bạn sẽ được 120 các bạn. Khi mà các bạn nhập shop thì luôn luôn có chương trình thẻ điện thoại nha các bạn. Thường thì thẻ điện thoại thì các bạn sẽ không được lời lãi một đồng nào, nên là khi các bạn bán shop thì các bạn phải tính cái tiền lời của bạn ở trong cái sản phẩm shop này luôn nha các bạn. Các bạn trừ luôn cái tiền thẻ đi thì các bạn sẽ bán ra cái giá như bình thường nhé các bạn. Vì thường thường Coca thì các bạn còn bán lãi được lên, chứ còn thẻ điện thoại thì các bạn phải bán đúng giá. Chứ Coca thì các bạn thường thường các cửa hàng đăng nhập vào một lốc là một chai ví dụ là 7.000 thì các bạn bán 10.000 thì các bạn còn tính lãi được lên. Còn khi mà các bạn nhận thẻ cào như ví dụ như thế này thì có hai các cái thẻ cào này thì combo hai thẻ cào cho một túi là thành một thùng của nó là 3
3 túi nha các bạn. 3 túi thì một thùng được 120.000, thì là mỗi thùng là được 40.000. Mà một túi được 40.000 thì các bạn trừ đi, ví dụ như một thùng là